Minasan konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày thứ 8 trong chuỗi video 30 ngày luyện đọc hiểu JLPT N3. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua phần trung văn. Phần trung văn này thì nó sẽ gồm có hai bài và mỗi bài nó sẽ có 3 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi nó tương ứng khoảng 4 điểm gì đấy nhá. Phần này thì rất là nhiều các bạn lo lắng tại vì thấy nó rất là dài, nó rất là dài như này nhưng mà không biết là mình nên đọc từ đâu, nên đọc từ chỗ nào thì nó rất là khó nhá. Nhưng mà các bạn yên tâm. Có 3 câu hỏi thì mỗi câu nó tương ứng với mỗi phần. Câu 1 thì nằm ở đoạn 1 này. Đó. Câu 2 thì nằm ở đoạn 2 và câu 3 nằm đoạn 3. Chúng ta sẽ đọc từng câu một và chúng ta sẽ so lên từng đoạn nha, chứ chúng ta không phải là đọc cả một cái bài xong rồi chúng ta mới bắt đầu đi tìm. Thế thì nó rất là khó nhá. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đọc câu 1 trước. Cái việc quyết định mà không lái xe nữa ấy, thì tại sao? Tại sao mà anh lại không lại quyết định không lái xe nữa? Chúng ta sẽ xem đoạn 1 thôi nhá. Đây này, chúng ta có gạch chân này và chúng ta đi tìm ở đoạn trên này thôi. Đây này, cuối câu rồi mà đúng không? Đây sổ đấy, đấy vì thế mà đã không lái xe nữa. Vậy thì đáp án nó nằm ở trên này nhá, nằm trên này này. Trên này thôi. Nha, các bạn nhìn nhanh thì các bạn sẽ thấy này, gà nhưng mà tôi rất là tự tin với việc lái xe. Nhưng mà tôi nghe cái câu chuyện đấy thì tôi cảm thấy bất an, phư an đúng không? Và không bất an như thế nào? Không biết là mình có thể nào mà tiếp tục lái xe an toàn nữa hay không. Đó, ông này cảm thấy bất an vì thế mà ông này đó đã quyết định là không lái xe nữa. Đấy, vậy thì đáp án nó nằm đây thôi. Không, chứ còn không nằm đâu cả. Ở đoạn trên này thì ông này có giới thiệu là gần đây thì có một cái người bạn 70 tuổi cùng tuổi với tôi ấy, thì ông này cũng đã đâm cái xe ô tô vào trong cái tường của cái nhà xe. Đó, đúng không? Xe của nhà mình. Và ông này ông rất là tự tin lái xe đấy, nhưng mà nghe cái tin đấy thì ông cũng bất an, là không biết là mình cũng già, mình cũng bằng tuổi ông ấy, không biết là mình có thể tiếp tục lái xe được an toàn hay không. Vì thế là ông ấy bỏ luôn, không lái nữa, bán ô tô luôn. Đấy, chúng ta xem câu hỏi. Câu một này, bởi vì là đã rất là tự tin với cái việc lái xe ấy, nhưng mà lại đâm vào tường, đâm vào ô tô, đâm ô tô thì ô tô vào tường của nhà. Cái này là sai, tại vì sao? Không phải là chủ, không phải ông này đâm nhá, mà là ông bạn ông đâm chứ đâu phải ông này đâm đâu, đúng không? Nên là sai. Câu 2 này, bởi vì là lo lắng là không biết là mình có thể tiếp tục lái xe an toàn nữa hay không. Chính xác luôn nhá, chính xác câu 2 này luôn. Câu 3 này, từ khi còn trẻ thì đã lo lắng là cái năng lực ghi sự đúng không, năng lực ân tên ghi sự, cái năng lực lái xe của bản thân mình. Sai, cái này không nói đến việc trẻ hay già cả, nên là sai luôn. Câu 4 nhé, là bởi vì là bị người vợ nói, người vợ nhé, sư mạng nói là nên bỏ lái xe đi, nên là sai, vợ không nói gì cả nhá. Đó, đi thi là rất là đơn giản đấy thôi, chứ các bạn cứ thấy câu dài là cứ sợ, nhưng mà không không quá khó đâu. Đó, chúng ta lại tiếp tục sang câu 2. Komata koto, có cái điều mà bị rắc rối, khó khăn rắc rối ấy. Tại rắc rối cái điều gì gì. Đấy, chúng ta sẽ lên bài tìm cái đoạn chỗ gạch chân này thôi nhá. Đây, có gạch chân này. Nó có một cái điều hitosu, nó tha đà, nhưng mà lại có một cái điều mà chỉ là có một cái điều là khó khăn rắc rối. Vậy chúng ta sẽ đi tìm xung quanh từ đoạn này đến đoạn này thôi. Đó, khoảng 4 dòng này thôi, xem là những cái điều gì khó khăn rắc rối nhá. Là tôi ấy thì đang sống với vợ, nó hai người đang sống với nhau ấy, ở trên một quả đồi đúng không? Cái này ô cả nó trên quả đồi trên núi ấy. Và cái việc mà mua sắm mỗi ngày ấy thì cho đến bây giờ thì không không thay đổi. Đó, không không thay đổi gì cả. Kawajiru nó bằng với nai nhá, dự lý nó bằng với nai đấy. Bạn nhớ cái này nhá, thì không có gì thay đổi cả. Và sẽ đi đến cái siêu thị ở bên dưới con dốc Saka. Đó, có nghĩa là hai người sẽ đi đến siêu mua sắm ở con cái siêu thị ở dưới đó. Và Hajime ạ, đầu tiên ban đầu ấy thì ông này ông lại nghĩ là đây, và dịch dịch để ý từ dưới lên nhá, và chủ ngữ trước nhá. Ban đầu thì ông này nghĩ là có thể vận động này, CC này, với có thể là Undo ni ní mộ nào được, là có thể vận động này. Và nếu mà có thể mà đi bộ đến siêu thị ấy thì nó cũng tốt đấy. Nhưng mà đấy, các bạn phải để ý cái chỗ nhưng này nhé, cái nhưng là cái điểm mấu chốt này đó, cái điều khó khăn nằm dưới này này, là
Cái việc mà dư lại tiếp tục dư này, đó là bằng với lại mà không sử dụng ô tô nhá, mà mang những cái đồ này mà mang những cái đồ mà kiểu như là đưa lên lên trên ấy, trên đường mà trở về nhà ấy, mang lên con dốc ấy, đúng không? Tại vì ông này ông xuống xuống núi mà, đúng không? Vậy thì chắc chắn phải đưa cái đồ lên trên, phải mang lên con dốc, thì nó khó khăn, nó vất vả hơn là tôi nghĩ. Đó. Đấy, vậy thì cái điều này chính xác là cái điều này là cái điều mà khó khăn nhất đây. Đấy, vậy thì đáp án nó nằm ở đoạn đây, chúng ta sẽ xem đáp án nhé. Mỗi ngày có một này, mỗi ngày thì hai vợ chồng là phải phải đi mua sắm ở cái siêu thị này. Các bạn nhớ là cái điều khó khăn nhá, không phải là hai vợ chồng phải đi, tại vì không có ô tô hay là như thế nào thì cũng đều phải đi mà. Đấy, đúng không? Nhưng mà cái này nó ghi là phải đi, trên bài không có chỗ nào bảo là phải đi cả. Nên là câu 2 thì chắc nó cũng sai luôn nhá. Cái này câu 2 nó bảo là phải đi mua sắm đến cái siêu thị mà xa hơn siêu thị, xa hơn bây giờ. Đó, cái này là sai, tại vì vẫn là cái siêu thị đấy mà, chứ không phải là đi cái siêu thị khác đâu mà xa hơn. Đúng không? Câu 3. Khi mà đi siêu thị ấy, thì không thể để kina cự na được. Không thể nào mà nhân tiện, cái này suy đề ý là không thể nào mà nhân tiện đấy mà đi vận động. Đấy, có nghĩa là mọi lần là kiểu như là đi siêu thị thì sẽ tiện là đi vận động luôn đấy. Nhưng mà đây nó bảo không thể nhá, nó việc cái gì có thể là đúng nhưng mà đây cái gì không thể đi vận động, nên là thiếu vận động Ấn Độ Phu Sô Cự, cái này là sai. Trên bài người ta có nói rõ là sẽ được đi nhân tiện đấy, cái đây vừa có thể vận động này đó và đi bộ này thì nó cũng tốt, nhưng mà ngoài ra bảo là không không thể vận động được, sai. Vậy chỉ còn câu 4 thôi. Cái việc mà mang đấy, cái việc mà mang đúng không, đi mang đây này, đi bộ ấy, mà mang những cái đồ mà mua ở siêu thị ấy, về ấy, thì nó ra cự đấy, nó nhàn hạ, ra cự đế quạ nai na cả ta, nó không nhàn hơn là tôi yoso, là tưởng tượng đó, cái này chính xác luôn đấy. Trên bài thì người ta cũng cũng nói rồi đúng không, đây người ta có nói đoạn tuyết, nhưng tuy nhiên này đấy, cái việc mà mang những cái đồ này mà không sử dụng ô tô ấy, thì nó vất vả hơn là ông này nghĩ. Đấy, vậy là xong câu 2. Tiếp tục sang câu 3. Sẽ sử dụng cái dịch vụ của spa của siêu thị. Và ông này ấy, thì ông nghĩ như thế nào về cái việc mà chuyển nhà? Đó, các bạn nhớ là về cái việc chuyển nhà, các bạn sẽ phải xem kỹ phần chuyển nhà, liên quan phần chuyển nhà này nhá. Cái phần nào mà có chuyển nhà thì chúng ta sẽ đánh dấu kỹ vào đây này, nó nằm đoạn dưới này thôi này. Đó, đoạn trên này kia là xong xuôi hết rồi, vậy thì xuống đoạn chuyển nhà. Đây, liên quan đến việc chuyển nhà này đó, các bạn nên gạch gạch chân những cái chỗ nào mà liên quan đến chuyển nhà trước nhé, tại vì người ta hỏi liên quan đến chuyển nhà mà. Đây, chuyển nhà này, Koshi Sina cự tê mô yosaso để đấy là được đó. Vậy thì ông này ông quyết định là không chuyển nhà nữa, các bạn phải nốt ra nhé, là không chuyển nhà để cho loại các phương án cho nó dễ nhé. Đó, có ghi là các bạn nốt ra ngoài là không cần chuyển nhà cũng được, có nghĩa là ông này không chuyển nhà nữa. Chúng ta sẽ xem nhanh về cái đoạn này nhé. Khi mà tôi đang định nói chuyện này, đang nói chuyện là xem là có chuyển nhà hay không đó, thì tôi thấy tôi nhìn thấy một cái việc là cái ô tô của siêu thị thì nó đang đang tomate y đự, nó đang dừng ở gần gần nhà đó. Và nếu mà gọi gọi món ấy, đặt hàng ở trên internet thì cái sản phẩm của cửa cửa hàng ấy thì cái gì nghe nói là cái gì thì nó cũng chuyển đến được, cũng chuyển đến cho nó. Và bởi vì là không được xem trực tiếp và chọn đó, nên là tôi cảm thấy bất an rồi nhá. Ban đầu tiên ấy thì tôi đã thử VT Mita, tôi đã thử đặt một cái rau và thịt. Đấy, ông này đặt rồi nhá, chúng ta sẽ nốt những cái thông tin chính ra. Và cái sản phẩm mà ngay hôm sau nhá, Yokujitsu ngay hôm sau thì sản phẩm nó đã mang đến, và đồ demo cái nào thì nó cũng rất là tốt đó, các bạn cũng phải nốt cái này ra nhá, cái nào thì nó cũng tốt. Và cái phí mà vận chuyển đấy đúng không,
Haitatsu Rio, cái phí mà vận chuyển này thì nó tốn cái phí vận chuyển, nhưng mà bên đi bên đi xả nô hồ á, cái việc mà tiện lợi ấy thì nó vẫn quan trọng nhất, nó vẫn quan trọng nhất đúng không? Và tôi đã tìm được một cái phương thức rất là tốt, và từ bây giờ thì tôi sẽ không, giống như là có vẻ là không không cần phải chuyển nhà cũng được đấy. Vậy thì chúng ta sẽ lưu những cái thông tin chính là không cần chuyển nhà này, và đặt ở trên 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 mạng này, đặt ở trên đấy này, và người ta giao đến cái đồ rất là tốt, nó tốn tốn tiền đấy nhưng mà tiện lợi là được đấy. Chúng ta sẽ ghi những cái thông tin đấy ra. Nếu mà đi thi thì chúng ta cũng có thể đọc từng câu song song cũng được, nhưng mà đối với những cái bạn mà đã quen rồi, nhanh rồi thì mới có thể làm như thế được nhá, còn không thì nếu cứ làm từ từ thì chúng ta cứ phải chậm mà chắc cũng được nhá. Có một này là chúng ta nhìn nhanh này, Hikoshi Shita hồ gá đây, hai cái câu này nó nên chuyển nhà là sai. Tại vì sao? Trên bài người ta đã kết lại rồi, nốt lại cái câu là không cần chuyển nó, như ông này nghĩ như thế đúng không? Nên là câu 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 một đó, và câu hai nó cũng nói như thế luôn, Hikoshi Shita hồ gá đấy. Cái này chúng ta phải nốt ra để dùng phương án loại trừ ấy nhá. Nên câu 1, câu 2 là sai. Vì là cái việc mà mang cái sản phẩm mà đã mua ấy, mang về thì nó rất là vất vả, nên là nên chuyển nhà đến gần siêu thị, sai. Câu 2 này, nếu mà nhận cả cái đồ mà người ta mang, cái đồ mà đã mua đến ấy, thì nó sẽ tốn tốn cái phí vận chuyển, nên là vận nên chuyển nhà đến cái siêu thị. Cái này cũng sai nhá. Tốn nhưng mà ông kia ông đã nói luôn rồi, cũng liên quan đến cái câu đấy ông đã nói rồi là tốn đấy, nhưng mà tiện lợi thì nó vẫn quan trọng nhất nhá, chứ không 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 quan tâm về vấn đề đấy. Sang câu 3 và câu 4 này là ông này ông đã mãn nguyện, mang dục cự là mãn nguyện với cái sản phẩm mà ông này đã được gửi đến đấy. Và từ 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 nay trở đi ấy, thì ông ấy sẽ, nếu mà sử dụng cái dịch vụ này ấy, thì không cần thiết đúng không? Hitsuyo wa nai, không cần thiết phải chuyển nhà. Câu này chính xác luôn đúng không? Ông này hài lòng với lại cái dịch vụ đấy đó, tại vì ông này vào đồ nó tốt nên này, cái gì cũng tốt, ông này ông thử đặt và người ta mang đến cái nào cũng tốt, nên là ông này ok luôn. Câu câu 4 nhé, là trong những cái đồ, cái sản phẩm mà đã nhận đấy thì không hài lòng đó. Bị sai chỗ này đó, sai là sai luôn đúng không? Nên là nếu mà sử dụng dịch vụ này ấy, thì không cần thiết phải phải chuyển chuyển nhà đấy. Câu này là sai, sai là cái sai vế này này nhá, chứ không sai cái đoạn sau này đúng, nhưng mà sai cái vế này. Ông này ông có hài lòng nhá, tất cả ông bảo là cái nào cũng tốt mà đúng không, nên là đáp án 4 là sai đó. Một cái bài thì trông nó rất là dài như thế này, nhưng mà nó sẽ chia từng câu một, thì thật ra nó không giống như cái bài văn ngắn thôi, còn nhiều khi nó còn ngắn hơn bài văn ngắn đấy đúng không? Câu 1 thì làm đoạn 1, câu 2 đoạn 2, câu 3 đoạn 3, nhưng mà không phải tất cả nhá. Đấy, nhưng mà thường nó sẽ là như vậy. Đấy, trong bài này nó cũng khá là dễ thôi, nên các bạn cố gắng cứ luyện 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 dần thì chắc chắn là nó sẽ ổn thôi. Nha, ok, bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Otsukaresama deshita.